hồn ma báo oán. Cạn ly, cạn ly đi mấy chú. Hôm nay không sai không về. Cạn ly. Cà mi, trả nợ ngay cho tôi. Nợ cái gì? Tôi nợ gì anh? Có phải là anh sai nên không còn nhận thức được nữa không? Sao anh lại chối bay chối biến như không quen biết gì tôi vậy hả? Thì đúng là như thế mà, tôi đâu có quen gì anh. Này nha, anh đừng có giở trò. Khi anh mượn tiền tôi á, anh đã ngọt nhạt thế nào, vậy mà bây giờ anh lại định quỵt nợ hả? Hey, anh đừng ở đây làm phiền tôi nữa, tôi đâu nợ nần gì anh đâu cơ chứ. Hai tháng trước anh nợ tôi 20 đồng bạc, hứa sang tháng trả tôi mà chưa thấy đâu. Ba hôm trước lại mượn thêm 10 đồng nữa, hôm nay đến hạn cuối rồi, mau trả tôi đi. Bắt lấy nó lại, nó lấy hết tiền của tôi rồi. Nó dám trốn nợ, đừng cho nó thoát. Simo, cậu còn chưa về à? Các cậu về trước đi, tớ dọn dẹp một chút đã rồi về. Vậy tạm biệt cậu nha. Simo, cậu thật là chăm chỉ cần cù, không uổng công ông chủ đã quý mến và hậu đãi cậu. Cậu về muộn thế Kami, sao người đầy thương tích thế? Tôi vừa bị đòi nợ, mà trong túi tôi chẳng còn đồng nào cả. Chẳng phải mấy hôm trước cậu nói với tôi là đã đi làm hơn một tuần và kiếm được chút tiền đủ để sống đến cuối tháng rồi mà. Chút tiền ít ỏi đó tôi tiêu 3 ngày đã hết cả rồi. Hôm nay thật đen đủi, đúng lúc tôi không có tiền lại gặp phải chủ nợ. Hắn ta dữ lắm, biết tôi không có tiền mà còn hô người đuổi đánh tôi ra nông nổi này. Tôi phải cố gắng lắm mới chạy được về tới đây đấy. Ôi trời ạ, bọn họ cũng thật là, sao lại ra tay mạnh thế chứ? Mấy vết thương này cũng chẳng có gì đáng kể, nhưng bây giờ tôi cũng không thể ra ngoài. Tôi sợ sẽ gặp phải mấy người hôm nay đã đuổi đánh tôi, mà tôi lại hết nhẵn cả tiền rồi, không biết lấy gì ăn vào những ngày tới đây. Thôi vậy, tình hình ở đây cũng khó khăn quá. Mấy tháng nay đi làm, tôi cũng dành dụm được chút tiền để phòng thân, để tôi cho cậu một ít trang trải. Thật sao Simu? Cậu thật tốt bụng. Chúng ta đều là đồng hương mà, phải biết đùm bọc nhau lúc khó khăn chứ. Mấy hôm nữa tôi định về thăm quê, anh có muốn về cùng tôi không? Có chứ, lâu lắm chúng ta không về quê rồi, để tôi về cùng cậu. Ừ, vậy được, để tôi sắp xếp công việc, xin ông chủ cho nghỉ rồi chúng ta cùng về nha. Kami, sắp ra khỏi đây rồi, chúng ta đi nhanh hơn một chút rồi kiếm quán trọ nào đó nghỉ tạm nha Kami. Trời ơi, Kami trở về rồi kìa. Nom cậu ấy thật giàu có. Kami, Simo đâu rồi? Sao hai người không về cùng nhau? Ôi trời ơi, đến tôi còn không thể nhận ra anh ta được nữa ấy chứ. Anh ta nợ nần chồng chất, giờ chẳng dám phát mặt về quê đâu. Cậu nói sao? Simo nợ nần không dám về làng nữa à? Không thể nào. Chẳng lẽ mọi người không tin tôi sao? Hai chúng tôi cùng rời làng đi làm ăn, nhưng chẳng làm được bao lâu thì Simu than thở công việc nặng nhọc, tiền lại ít nên không chịu đi làm nữa. Từ đó cậu ta ngày nào cũng rượu chè cờ bạc, vay nợ khắp nơi sống qua ngày. Mấy tháng trước còn bỏ đi biệt vô âm tín rồi. Vậy sao? Simu trở thành kẻ tồi tệ như vậy thật sao? Cậu ấy vốn rất hiền lành, chăm chỉ mà. Chủ quán, bao nhiêu của ngon vật lạ mang hết ra đây. Hôm nay tôi bao cả quán. Dạ vâng vâng. Ôi, anh Kami từ phương xa trở về, quý hóa quá. Nghe nói bây giờ anh trở nên giàu có lắm phải không? Chẳng mấy chốc, vì chơi bời lêu lỏng nên Kami đã ngốn sạch số tiền đã lấy được từ Simo. Lười biếng, không có việc làm, anh ta không thể ở lại làng được nữa, nên đành phải ra đi. Kami, Kami. Chắc mình chỉ tưởng tượng mà thôi. Kami, Kami. Kami, sao tôi gọi mà cậu không quay lại? Ngươi lại. Chào anh bạn, lâu quá rồi, anh quên tôi rồi sao? Tôi là Simo đây. Đúng chỗ này, anh đã giết hại tôi cách đây 3 năm. Tôi nghĩ thế nào chúng ta cũng gặp lại nhau, nên đã chờ đợi anh ở đây từng ngày. Cậu là Simo ư? Không thể nào. Anh làm gì mà có vẻ sợ hãi thế? Tôi đúng là Simo, là người bạn cùng làng với anh. Chúng ta cùng nhau rời làng đi làm ăn, nhưng rồi anh đã hãm hại tôi, khiến tôi chết thảm. Anh nhận ra tôi rồi chứ? Cậu đúng là Simo rồi.
Simo, tôi... Sao anh lắp bắp vậy anh Kami? Chắc là anh thấy hình dạng của tôi bây giờ như thế này nên sợ hãi lắm hả? Hay là anh thấy tội lỗi? Simo, là tôi có lỗi với cậu. Nhưng xin cậu hãy nể tình bạn bè, tha mạng cho tôi. Nè, bây giờ anh định đi đâu? Tôi định lên kinh đô để tìm việc làm. Và trong túi tôi chẳng còn đồng xu nào cả. Tôi vội lắm, hãy để cho tôi đi đi. Không còn đồng nào ư? Chẳng phải sau khi hại tôi, anh đã lấy được toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi rồi còn gì? Đúng vậy, nhưng sau đó tôi về làng, tôi ngày ngày ăn uống nên số tiền đó chẳng mấy chốc đã hết rồi. Bây giờ tôi không còn gì cả, Simo ạ. Trời ạ, anh đúng là ngồi ăn muối lỡ. Đó là số tiền tôi tiết kiệm mấy năm trời mới có đấy. Tiêu pha như anh thì bao nhiêu cho đủ chứ? Tôi cũng biết thế, nên bây giờ định lên kinh đô để kiếm tiền đây. Thật vậy sao? Tôi thấy anh chẳng thay đổi chút nào hết. Anh luôn không gặp may. À này, tôi biết nhảy đấy, hãy mang tôi theo đi. Tôi không cần ăn, không cần uống, chỉ cần có điệu nhảy của tôi là anh có thể kiếm ra tiền rồi. Thế nào Kami, tôi nhảy cũng không đến nỗi nào đúng không? Anh cứ mang tôi theo, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền đấy. Thằng Simo này đằng nào cũng chết rồi, giờ lại còn tình nguyện đi kiếm tiền không công cho tao nữa thì còn gì bằng. Dù sao nó cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Kami và bộ xương lên kinh đô và trình diễn điệu nhảy của mình ở khắp mọi nơi. Ai nấy đều rất thích thú và cảm thấy màn thể hiện nghệ thuật này thật sự độc đáo lạ thường. Nhờ điệu nhảy của bộ xương, Kami kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta cực kỳ vui sướng. Phe người ta giàu to rồi, thằng bạn Simo đến chết vẫn giúp ta kiếm tiền. Ở kinh đô một thời gian ngắn, ta đã kiếm được ngần này tiền rồi. Vậy thì nếu ta mang bộ xương đi khắp đất nước, chắc hẳn ta sẽ kiếm được bổn tiền. Tuyệt vời, ta đổi đời rồi. Anh có phải là anh Kami? Nhà vua đã nghe thấy tiếng tăm của anh và rất muốn được thưởng thức điệu nhảy từ bộ xương có phép thuật của anh. Nếu hay, ngài sẽ thưởng lớn. Thật vậy sao? Vâng, tôi sẽ đi ngay. Ngươi chính là người có thể điều khiển được bộ xương làm nó nhảy múa à? Ta thật không ngờ trên đời lại có chuyện kỳ lạ đến vậy. Dạ thưa đức vua, bộ xương của thần là bộ xương đặc biệt, nó có thể nghe và làm theo hiệu lệnh của thần. Nào, bây giờ hãy ra lệnh cho bộ xương của ngươi trình diễn điệu nhảy trứ danh của mình đi. Vâng, xin tuân lệnh. Bộ xương của ta, hãy tặng nhà vua một điệu nhảy thật đẹp đi nào. Bộ xương thần kỳ của ta, còn chờ gì nữa mà không bao trình diễn một điệu nhảy. Nhà vua và các quan đại thần đang mong chờ được theo dõi những điệu nhảy của ngươi đấy. Trời ơi, chắc là lừa đảo rồi. Mãi không thấy nhúc nhích gì vậy. Sao vậy Kami? Sao bộ xương của ngươi không biểu diễn? Dạ bẩm thần, cũng không hiểu chuyện gì nữa. Không phải là già ngươi đang giở trò lừa gạt ta đấy chứ? Thần không dám gạt người đâu ạ. Bộ xương này của thần thật sự có thể nhảy múa được. Thần đã tổ chức biểu diễn cho rất nhiều người ở kinh thành xem rồi ạ. Vậy tại sao bây giờ bộ xương cũng cửa quậy gì thế? Thần cũng không biết tại sao lại vậy. Có thể bộ xương của thần hôm nay hơi mệt mỏi nên không nghe lời thần. Vớ vẩn, bộ xương mà biết mệt mỏi à? Nếu ngươi không làm cho nó cử động và nhảy múa thì ta sẽ phạt ngươi tội dám lừa gạt đức vua. Thưa đức vua, xin ngươi đừng vội trị tội hắn ta ạ. Dạ thưa đức vua, bộ xương của thần đã cử động và nói chuyện rồi ạ. Ôi trời, bộ xương thật sự biết nói kìa. Mau, mau nhảy múa cho ta xem đi. Bẩm đức vua, chờ đợi mãi tôi cũng có ngày được diện kiến ngài để thưa với ngài một chuyện. Thưa ngài, chính Kami, người bạn yêu quý này của tôi, đã giết hại tôi và lấy hết sạch tiền dành dụm mà vất vả lắm tôi mới có được. Simu, người nói láo. Xin đức vua đừng tin lời của bộ xương này, nó đang vu oan cho thần đó ạ. Xin đức vua hãy để thần đưa nó rời đi ngay lập tức, để những lời vu cáo của nó không làm phiền người ạ. Người hãy im lặng cho ta, ta muốn nghe bộ xương nói. Bộ xương kia, ngươi có ăn ức gì hãy nói ra đi, ta sẽ phân xử cho ngươi. Kami và tôi là bạn đồng hương, cùng đi xa kiếm sống. Tôi luôn giúp đỡ anh ta, dù anh ta ăn chơi lêu lỏng, không chịu làm ăn. Nhưng thật không ngờ, tôi đã không đề phòng cảnh giác. Anh ta giết tôi chỉ vì số tiền tôi đang có thôi. Người đâu? Bao giữ hắn ta lại, chờ ngày xét xử,
Và rồi kẻ phản bội bạn bè đã bị đem đi xét xử. Cuối cùng hắn đã phải thú nhận toàn bộ tội lỗi mình gây ra và bị trừng trị theo pháp luật. Còn về phần bộ xương của Shimo, anh tạm biệt nhà vua, rời khỏi hoàng cung. Từ đó không ai còn thấy anh ở kinh thành nữa. Và câu chuyện về bộ xương biết nhảy múa để trừng trị kẻ ác vẫn còn lưu truyền mãi về sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.